Hello, xin chào anh em. Đây, trước mặt anh em đây là những cái siêu phẩm mình đang làm hàng đây. Đây là hòm 42 anh em này. 42 để thả ruồng này. Còn đây là hòm 48 để thả mương này. Đó, đang chuẩn bị xử lý sơ anh em nhé. Để hơi lửa cho mất cái sơ này cho nó đẹp. Còn đây là siêu phẩm hòm 60 anh em. Này, 60 thì ở miền Tây hay lấy. Còn miền Bắc, miền Trung thì hầu như là ít khi. Đấy. Đấy. Chỉ có lươn chỗ nào to mới lấy thôi. Đó, đây là hòm 60, tre là tre già tất cả nhá anh em. Cho nên em mua bên mình một lần là biết hết rồi. Đó, này. Rất là chắc chắn. Đó. Anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha. Đặt trước một ngày là có hàng nha. Đó. Rồi, nếu anh em cảm thấy cái video hay thì cho mình một like nhé. Đấy, đăng ký kênh giùm mình. Cảm ơn anh em.